sáng ngày 29 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự thành công tốt đẹp sau 22 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khái quát và nhấn mạnh một số kết quả của kỳ họp. Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, vừa chú trọng giải quyết các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc trước mắt, vừa phải bám sát các mục tiêu, yêu cầu đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế trên cơ sở thúc đẩy các đột phá chiến lược. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh gắn với việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các dự án công trình trọng điểm quốc gia, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, sớm xây dựng, trình Quốc hội xem xét quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, triển khai đồng bộ cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Về công tác lập pháp, 7 luật được thông qua và 8 dự luật cho ý kiến lần đầu đều là các đạo luật có ý nghĩa quan trọng. Quốc hội đã tiếp tục cho phép thí điểm một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi tối đa trong tổ chức đầu tư 21 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm đường bộ, kết nối vùng và liên tỉnh. Việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 có tính cấp thiết để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế bổ sung, vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Quốc hội đã cân nhắc thận trọng và quyết định xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất. Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát tối cao các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội cũng dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn với 21 lĩnh vực. Qua chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, tạo được chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn, trong đó xác định rõ địa chỉ, phạm vi thời gian và trách nhiệm cụ thể rõ ràng. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém, vừa phải tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực được chất vấn gửi đến kỳ họp thứ 5. Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.